Ở Mỹ có một món khoai tây rất được ưa chuộng trong bữa sáng, đó là hash brown. Tại Việt Nam, món khoai tây này cũng thường xuyên được phục vụ trong bữa sáng ở những cái khách sạn 5 sao hoặc là nhà hàng Âu. Hôm nay mình sẽ tự làm món khoai tây này. Nguyên liệu thì rất là dễ kiếm và cách làm thì siêu dễ luôn. Mình gọi tạm nó là bánh khoai tây đi ha. Một củ hành tây nhỏ khoảng 160 g, lột vỏ, rửa sạch và cắt hộp lựu. Đừng có cắt hộp lựu đạn nha bạn. Bắc lên bếp một cái chảo nhỏ hoặc nồi nhỏ như mình nè. Cho một ít dầu ăn vào thôi. Dầu nóng thì cho hành tây đã cắt hột lựu vào. Vừa xào vừa đảo như vậy này. Cho nó chín thơm thôi, không cần phải vàng đâu. Hành chín thơm rồi thì tắt bếp để cho hành nguội. Trong thời gian đó mình cùng chuẩn bị khoai tây thôi nào. Mình làm khoảng nửa ký khoai tây Đà Lạt. Mình dùng máy xay đa năng gắn cái lưỡi bào sợi vào. Nếu không có thì bạn có thể dùng dụng cụ bào phô mai, bào bằng cái lỗ to tổ bố ấy. Không có nữa thì hãy cắt bằng tay nhé. Nhấn vài cái là xong rồi này. Cho ra nồi, đổ dầu ngập mặt. Món này sẽ rất là ngon nếu như bạn sử dụng mỡ vịt. Bắc lên bếp và đun lửa nhỏ, đừng có chiên nó nha. Mình chỉ nấu mềm khoai tây thôi. Tầm 7-8 phút là được. Bạn kiểm tra bằng cách bóp vào khoai tây, cẩn thận kéo phỏng, nó nát ra là được thôi. Rồi đổ ra rây cho nó ráo dầu. Ngay khi mà khoai tây nó đang còn nóng, mình cho cái phần hành lúc nãy đã xào vào, nêm chút xíu muối và một chút xíu bột bắp để tăng cái độ kết dính. Nó không có bị rã ra khi chiên. Trộn đều nó lên. Rồi bây giờ mình ép khuôn, các bạn dùng cái hình gì cũng được hết trơn. Mình có khuôn tròn nên mình dùng khuôn tròn, bạn có khuôn trái tim thì bạn làm hình trái tim cũng được, không sao cả. Sau khi ép thì mình cho nó vào trong tủ đông để cho nó đông cứng lại. Món này bạn có thể làm số lượng lớn rồi để trong tủ đông để dùng dần. Khoai tây nó đã đông lại rồi. Bắc cái chảo nóng lên rồi cho vào áp chảo. Bạn có thể chiên ngập dầu hoặc là sử dụng nồi chiên không dầu, cách nào cũng được cả. Chỉ cần làm cho bên ngoài nó vàng giòn, bên trong nó nóng lên là được. Món này ăn kèm với trứng thì rất là tuyệt vời nha. Thêm chút tương cà nữa là hết bài. Nếu bạn thấy hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.